Chào các bạn ơi, món xúc xích là cái món thường là khoái khẩu nhất của những em bé. Nhưng trong lĩnh vực ăn chay, chúng ta làm sao được những viên xúc xích thật là ngon mà cũng khoái khẩu cho những người ăn chay? Thì ở đây là cái công thức mình làm rất là dễ luôn. Dễ dặt giống xúc xích lắm các bạn. Bây giờ làm thế nào các bạn cùng theo dõi mình cùng làm nha. Chào các bạn ơi, hôm nay mình làm xúc xích chay nha các bạn. Thì mình còn bao nhiêu đây đậu hũ kia nè, mình lấy cái bìa ra, lấy bìa ra. Ở đây là một cái củ cà, một củ cái dền nè các bạn. Mình lấy nước, mình lấy màu hơi hồng hồng mình làm xúc xích. Và mình mua được hai cái cây này nè. Cây này là collagen nha các bạn. Đó, mình thử mình làm, mình cho vô đây, mình buộc lại có giống xúc xích không. Bây giờ trước tiên chúng ta xé nhỏ những cái miếng này ra ha. Đậu hũ kỳ. Để bìa trở lại. Đậu hũ kỳ này á là ăn nó tinh túy lắm các bạn, tinh túy của đậu nành. Nhưng mà mình phải biết cách ăn. Mình mua về mình để ở ngoài chừng mấy ngày à là nó bị mốc. Nó bị mốc. Nhưng mà mình để vô tủ lạnh mà tủ mát đó các bạn, chừng nào ăn các bạn lấy ra chừng vài tiếng đồng hồ ha. Bảo đảm luôn. Nó không có bị mốc nha các bạn. Mình làm cái gì nó cũng dễ ăn, nhất là làm chả. À ơi, bây giờ mình xả nước cho mình ngâm nha các bạn. Mình để tủ lạnh nó giòn lắm. Mình để ở ngoài nó dịu mà nó mốc. Để tủ mát à, nó giòn. Giờ mình để nước vô đây mình ngâm, mình rửa đi rửa lại. Rồi mình ngâm khoảng chừng 5 phút nha. Bây giờ mình thấy nó ngả màu trắng rồi nè các bạn. Bây giờ mình vớt lên cho nó ráo nha. Mình cũng đã rửa rồi hai nước nè. Để đây cho nó ráo nước. Trong khi để đây cho nó ráo nước thì mình đi chuẩn bị cái khâu này. Đó, mình bắt lên. Bắt bếp lên ha. Đổ vô đây một ít nước. Cho vô đây một ít muối, mà có muối một lát nó rõ cái đậu hũ lắm nha các bạn. Cho vô đây một ít muối. Và không thể thiếu cái này. Này là mấy cái lát củ dền. Bỏ vô đây cho nó ra nước nha. Chờ cho nó sôi lên rồi vớt củ dền ra. Nước đã sôi thì mình bỏ vô nha các bạn. Mình lấy cái màu củ dền. Mình luộc khoảng 5 phút cho nó mềm. Bây giờ mình vớt nó ra nha các bạn. Mình chỉ lấy cái màu thôi. Đó, nó ra cái màu hồng hồng như vậy đó. Mình giả màu xúc xích ha. Giờ mình đổ ra cái rổ nè, cho nó ráo nước. Đây là cái gia vị mà mình cần thiết nè các bạn. 2 muỗng bột mì, khoảng chừng 20 gram ha. Hành phi, đường, bột nêm và tiêu. Nửa muỗng đường, nửa muỗng bột nêm và tiêu. Thì bây giờ mình
bỏ nó vô cái cối này mình xay nè, bỏ vô cối xay nha các bạn, xay từ từ. Xay nó trước cùng một lúc rồi mình bỏ bột, bỏ gia vị vô nha. Bỏ gia vị vô mình xay tiếp nha các bạn, tại vì cái cối mình nó cũng nhỏ mà mình bỏ đầy quá. Xay tiếp thôi. Chúng ta được một cái khối nó gì rất là dẻo nha các bạn, dẻo quẹo luôn á. Cái này mình gói cũng được ha, cỡ này là mình gói được rồi, mình khỏi dùng cái này nha các bạn. Hoặc là nếu mà mình dùng cái này thì cũng được, nó đều hơn. Ai có mua được cái này thì mình dùng cái này, còn không có cái này, cái collagen này á, thì các bạn gói nó. Cái này thì nó đều lắm các bạn. Cái này là bây giờ là công nghệ, bây giờ là ăn cái này nó sạch mà nó có lợi cho sức khỏe. Mình gói ha, mình đưa ra, mình phải tìm cách. Rồi bây giờ mình buộc cái này, buộc một đầu. Bên đây cũng vậy, buộc một đầu. Rồi mình cho nó vô cái bao này, lát mình bóp nó vô nha các bạn. Của mình là bột đặc lắm, một khối bột đặc. Thật ra không biết là nó vô hay không nữa nè. Đó, cho vô cái bóp kem. Thì mình thấy nó dẻo quá. Dẻo quá dẻo. Hớt cái này. Cho nó tốt. Đúc nó vô. Vô, bóp xuống nha các bạn, nó xuống nè.
cái màu nó cũng đẹp nữa, màu nó giống màu xúc xích bởi vì mình làm nước củ dền đó. Cho nó xuống. Nó xuống tới đâu mình chặn tới đó nha. Mình đừng có làm chặt quá nha các bạn. Mình làm hơi lỏng lỏng hai đầu vậy nè. Rồi mình lấy cái sợi dây này mình buộc hai đầu cho nó giống cái xúc xích. Đầu này cũng vậy. Mình lấy sợi dây mình buộc lại rồi lát mình đem mình hấp. Nhưng mà các bạn đừng có làm cho nó chặt quá nha, chặt quá cái hấp nó bung. Một lát mình còn gối lại một lớp giấy bạc nữa. Một lát lấy cây xăm 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 xăm. Giống cây xúc xích rồi các bạn ha. Giống rồi nè. Nhưng mà nó đừng có cho nó chặt quá. Các bạn ơi, chúng ta làm những cái viên xúc xích như thế này, chúng ta dùng cái tăm, chúng ta chĩa nha các bạn. Chúng ta làm dày dày. Đâm một lát mình hấp nó nở mà nó không có bể. Nếu mà không có collagen thì mình làm bịch ni lông. Bịch ni lông thì ăn nó phải gỡ ra mà nó hại cho sức khỏe nha các bạn. Còn cái này collagen mình ăn luôn cái phần giấy này. Ăn nó còn tốt cho sức khỏe nữa. Mình làm mình không có cho chặt lắm nè. Mình lăn 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 lấy tay lăn lăn ha. Rồi bây giờ cái bước tiếp theo là mình gói giấy bạc lại cho nó không bể đó các bạn. Gói giấy bạc lại ha. Mình đem mình hấp trong vòng 30 phút. Có giấy bạc như vậy thì nó không có bị bể bậy nha các bạn. Không có bị bể bậy. Mình lấy giấy bạc mình quấn xung quanh cái xúc xích như thế này. Mình đem mình hấp nha các bạn. Trước khi quấn thì mình lấy cái tăm mình xăm. Các bạn ơi, ngon quá chừng luôn các bạn ơi. Nó căng bóng lên. Mình mới lột ra nè. Bây giờ mình cắt hai cái đầu này nha. Nếu các bạn không có cái collagen này, không có cái túi collagen này thì các bạn lấy giấy giấy nướng bánh, giấy nến các bạn gói cũng được. Nhưng mà mình thấy lấy cái này làm nó ngon hơn nè. Nếu mình có. Rồi nó dẻo quá các bạn, chưa có nguội lắm nữa. Mình nóng ruột quá mình làm ra, bóc ra đại nè. Mình
để mình chiên nha các bạn. Nếu các bạn thích ăn chiên thì các bạn chiên. Mình chiên thì mình để mình kho cái gì cũng được. Hoặc là mình ăn chơi cũng được.